Nguyên xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ông Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Mình đang ở nhà ngoại huyện ông bà cô chú. Mình đang ở Trà Vinh. Bữa nay Quyền về Trà Vinh đặng ăn Tết ông bà cô chú. Tết Trà Vinh. Xin chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Chúc ông bà cô chú anh chị nhiều sức khỏe yeah. Nguyên buồn chuối chín cây luôn ông bà cô chú. Một chùa một buồn luôn, không ai ăn vậy. Buồn chuối chín. Ăn chuối chín tại cây luôn không bà cô chú. Chuối chín luôn, nhưng mà chuối chín thường hay có giòi lắm nha. Chuối chín hay có giòi lắm bà cô chú. Phải câu trước khi ăn. Bà cô chú ăn chuối nha. Ngon quá. Chuối ngọt. Dưới quê mát lắm mà một chút. Ở đây toàn là dừa nè. Dừa rồi cái có cái ruộng bông súng nữa. Rất là mát mẻ luôn. Cũng mười mấy năm rồi đó ông bà cô chú. Lúc mà Quyền đủ 18 tuổi vô công ty làm á, tới lúc mà Quyền đi lấy chồng xong rồi tới Quyền đi qua bên Trung Quốc luôn á, là tổng cộng là mười mấy năm đó, là Quyền chưa có về ăn Tết đó, ở dưới dân tộc luôn ông bà cô chú, chỉ ăn Tết ta thôi. Tết dân tộc á nó không có giống như Tết nguyên tiêu của mình á, là Tết dân tộc tới ba cái Tết lận, là tới 14-15 ở dưới á, là Tết tháng 3, tháng 8 rồi. Ủa tháng 3, tháng 9. Ủa tháng 3, tháng 10. Nói chung là Quyền cũng không có gành Tết dân tộc. Tại vì Quyền ở trên Vĩnh Long không à, Quyền chỉ có Tết nguyên tiêu Quyền mới về Trà Vinh thôi. Còn những cái ngày Tết khác thì Quyền không có về. Thành ra là Quyền cũng không biết nữa. Đây thì tính ra cũng mười mấy năm rồi đó ông bà cô chú. Thì bây giờ Quyền mới đi về Trà Vinh này ăn Tết luôn á. Nhờ cái dịp này mà Quyền được ăn Tết Trà Vinh luôn. Thì nói chung là cũng rất là vui. Tết ở dưới Trà Vinh á, thường thường thì tới là 14-15 ông bà cô chú. Là cũng như rằm á. Mình đi vô chùa mình cúng. Rồi đặc biệt cái Tết cái chùa của Trà Vinh á là cúng mặn không bà cô chú. Thì nói chung là mình có cái gì mình cúng cái đó, không có nhất thiết phải cúng chay. Thì cúng mặn cúng chay đều được hết trơn á. Rồi trong chùa là có bán đủ thứ đồ ăn hết, chay mặn đều có hết trơn luôn. Thì đa số là đồ mặn nhiều á, cũng như là bún bò hóc á về bún bò hóc là cái loại bún mà của dân tộc rất là ngon luôn, rất là ngon, nói mình chảy nước miếng luôn á. Cũng lâu lắm rồi Quyền chưa có ăn bún bò hóc. Để tối nay á, khi mà Quyền đi vô chùa, Quyền sẽ quay cho ông bà cô chú xem cái chỗ đó vui như thế nào, rồi ở đó ăn bún bò hóc. Tại gì luôn? Kì nghe ông bà cô chú, nghe con bò nó kêu ông bà cô chú sợ né. Cây điên điển nè ông bà cô chú, bông điên điển. Cái thao này là nhỏ nhất rồi đó. Cốc nè ông bà cô chú, cốc Thái. Đây cốc nè. Cốc quá trời luôn bà cô chú. Xà trái dễ sợ không?
à, cốc. Ồ, quá trời cây cốc. Bông điên điển nè bà cô chú. Có bông nè. Điên điển mà nấu canh chua à, ngon lắm. Canh chua cá linh hay là lẩu thái cũng ngon nữa. Điên điển nhìn à, ngon quá mới hái được. Đang đang chọc ổ kiến đâu bà cô chú. Còn ông này nữa, nắng quá trời mà cũng đi theo nữa. Cầm cái súng nữa. Cái đâu, cái gì cái mà. Ui. Hello, xin chào ông bà cô chú đi. Đi cũng theo nè, thiệt tình chứ. Có ở đau bụng hả? Đây mẹ coi coi. Xuống luôn. Tài lanh lắm. Thôi nắng rồi con, đi đây đi. Có cái món mà em Quyền thấy ở trên mạng á, cái món mà thịt bò mà để cho cái kiến, con kiến nó cắn không bà cô chú. Thịt bò nướng kiến vàng á, thịt bò nướng kiến vàng á, không biết ngon không. Kiến vàng thì quá trời luôn mà không có thịt bò. Thiếu thịt bò. Nè. Chị chú. Chỉ đạo đó. Dạ chung. Chỉ đạo đó. Kêu giật xuống. Dạ chung. Mẹ Quyền ngồi bên đó dạ nói chuyện với cái gì hàng dạ sớm không bà cô chú. Quyền đang quay bằng cái điện thoại của mẹ Quyền á, thành ra là cái điện thoại của mẹ Quyền nó hơi lắc không bà cô chú ơi. Kiểu như quay mà nó mình không có lắc mình, mà khi mà xem video lại thì nó cái chất lượng video nó hơi ấy. Bên chồng mày nói gì không? À, thấy nhìn cây cốc là thấy nè, hai hai mà ông bà cô chú, hai mươi cốc rồi đó. Phải chia, Quyền cũng có đất, cái Quyền cũng mua cây cốc vậy đó trồng cho nó đẹp. Ở dưới Trà Vinh thấy mấy cái cây đu đủ đực nhiều quá ông bà cô chú. Quyền đi vòng vòng đây toàn là cây đu đủ đực không à. Cây đu đủ đực thì ăn nên thuốc lắm. Người ta chỉ thuốc kiểu trị bệnh đó. Trái non à, trái già nó có hộp. Nhìn đồng ruộng bao la bát ngát không bà cô chú. Cái đồng ruộng này đợt trước Quyền lại đây bắt cua đó không bà cô chú. Đi với em trai của Quyền á. Người ta cắt rồi bây giờ người ta xả lại. Đợt đó Quyền tính ở đây tới người ta cắt lúa. Rồi người ta bắt chuột á. Cái cảnh nó rất là vui luôn mà cha Quyền kêu về chứ thành ra là Quyền về luôn, không có ở lại quay được á, rất là tiếc luôn. Về nghe hái cốc nghe không bà cô chú, đó hái nhiều chút con, hái tươi tiệt nã nó cơ mau chữ cắp cốc nè, hái cốc đâu bà chú, quá trời quá đất không. Lấy cái nón định luôn. Quá trời dữ luôn, đủ chưa? Đủ chưa? Rồi, được rồi, hào là. Hào là. Ô, cầm cốc đi về đó. Về không biết còn cốc để ăn không nữa. Anh nông dân à. Anh nông dân dễ thương dễ sợ không? Sợ chó nữa. Đi vô đi. Đi vô. Cha mình đang giết cá đâu mà không biết có không. Từ 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 từ.
em không rồi. Ở ngoài trời mưa bà cô chú, nhờ cô ở bên Mỹ cho tiền mua cái đứa ghe. Còn vô nước cây thì bây giờ ta chưa có vô mà cô chú, đó hình như có đợt hay sao á, mình cũng không biết nữa. Mình có hỏi rồi, có kêu rồi đó mà không thấy im ghe hả? Chắc chưa tới đợt hay sao mà cô chú ơi. Chứ ở đây mà không có nước máy để dành mình nấu mình uống á, cũng uống nước giếng cũng mấy nữa, với lại tắm nước giếng thì cũng nói chung là nó cũng tiết kiệm đó, nhưng mà nó cũng nói chung là nó không có, nó hơi hôi với ông bà cô chú. Giờ hết mưa rồi ông bà cô chú, bây giờ Quyền đi chùa chơi. Mà bà ngoại nói nhà có xe nên là bà ngoại nhà giữ nhà luôn cho Quyền đi chơi đặng quay á, tội nghiệp không. Ở nhà bà Út Quyền mới bị mất cái tivi không bà cô chú, bị ăn trộm vô cậy cửa lấy mất tiêu cái tivi rồi, cho nên là bà ngoại sợ nên là bà ngoại ở nhà. Hẹn ông bà cô chú vào video sau đi, video này tới đây thôi mà cô chú ơi. Cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều, hẹn ông bà cô chú anh chị vào video sau.